Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại Thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Em Việt, cháu Việt đang ở bên dòng sông Hồng đây. Nghe báo đài lũ nãy lên sông Hồng rồi quý vị và các bạn. Và đêm qua và sáng nay thì không khí lạnh đã tràn về thủ đô Hà Nội rồi. Buổi sáng hôm nay ngủ dậy em Việt thấy lạnh lắm quý vị và các bạn. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tham quan sông Hồng. Một buổi chiều lũ lại lên rồi. Xa xa trước màn hình quý khán giả thì em Việt thấy đoạn giữa sông Hồng này, bãi bồi này đã gần ngập rồi. Vâng, clip này em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng cầu Long Biên về phố cổ. Nước đổ về rất mạnh quý vị và các bạn. Tại thủ đô Hà Nội bây giờ rất đẹp quý vị và các bạn, nhiệt độ rơi vào khoảng 29 độ C, trời hơi se se lạnh. Trước thì khi hết lũ thì bãi giữa của sông Hồng thì em Việt thấy nhô lên rất là cao, nhưng mà hôm nay thì đã gần ngập rồi. Em Việt đã sang tới quận Long Biên rồi. Các cô các chị kinh doanh buôn bán rất nhộn nhịp. Mời quý khán giả cùng em Việt đi sang phố cổ Hà Nội trên cây cầu Long Biên. Cảnh chiều kinh doanh buôn bán tấp nập ở bên phía Long Biên.
quý vị và các bạn. Anh ở đây đi nguy hiểm quá. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh lũ về trên sông Hồng thì hãy tặng em Việt cháu Việt một like ạ. Và quý khán giả đã đầu tiên kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Với sau bão ra ghi thì em Việt thấy lũ chảy có vẻ không xiết bằng. Sang bên này thì em Việt thấy nước đổ về xiết quý vị và các bạn. Nước chảy cuồn cuộn. Hôm nay xa xa này em Việt không thấy có chú nào tắm ở bãi giữa. Cây xanh ở đoạn này em Việt thấy rất tươi.
khi lũ về thì phù sa đổ về bãi giữa. Các cây thì em Việt thấy cũng nhanh tốt. Màn hình em Việt thấy một tốp du khách đang tham quan cầu Long Biên, những hình ảnh rất tươi đẹp. Du khách đi tham quan bằng những chiếc xe đạp. Trước màn hình là những hình ảnh mà khi lũ em Việt có gửi tới quý khán giả những hình ảnh. Em Việt thấy nước lũ còn nâu mới ngập lên đến đây. Chắc phải tầm khoảng 5 mét nữa. Các hộ dân cũng đang cải tạo để dành khu vui chơi cho ở đây là phường, quý vị và các bạn, đây là cải tạo lấy chỗ cho người dân tập thể dục cũng như vui chơi cuối tuần. Xa xa em Việt cháu Việt thấy một số du khách cũng đang đi tham quan. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp. Về tới cửa chợ Đồng Xuân, em Việt cháu Việt sẽ dừng clip. Kìa, Việt thấy có một đoàn các bạn trẻ đang đi chụp hình. Vâng, em Việt đã tới ga Long Biên rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh thủ đô Hà Nội, và quý khán giả hãy chia sẻ clip để nhiều du khách tới với
thủ đô Hà Nội vào dịp lễ giải phóng thủ đô, quý vị và các bạn. Lễ kỷ niệm giải phóng thủ đô, em Việt thấy rất nhiều sự kiện diễn ra chung quanh Hồ Gươm cũng như là phố cổ Hà Nội. Và trước màn hình quý khán giả là những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Khoai. Trước màn hình là ngã tư Hàng Khoai và tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật cũng như tuyến phố Nguyễn Thiếp rất nhộn nhịp. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trang trí rất bắt mắt ở trên tuyến phố Hàng Khoai. Quý khán giả cùng em Việt đi một vòng cầu Long Biên qua tới phố cổ. Em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư Đồng Xuân và Hàng Khoai rồi. Chị ở đây bán hoa đã hết rồi. Ngày mai là ngày mùng 1 âm quý vị và các bạn. Công việc kinh doanh buôn bán khá tốt. Chị này bán hết sớm đấy. Chúc mừng chị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý khán giả ở các clip tới.